Manchester United đã văng khỏi top 4 sau trận thua Newcastle. Tôi bị sốc khi Fred không thi đấu. Cậu ấy có năng lượng, đôi chân khéo léo, sự bền bỉ. Đó là những phẩm chất cần thiết cho trận đấu này. Metro dẫn lại phát biểu của Rio Ferdinand. Khi hành quân đến St James Park, bạn phải xác định đây là một cuộc cạnh tranh quyết liệt về thể chất. Bạn phải chuẩn bị thật tốt và luôn sẵn sàng cho điều đó, cựu hậu vệ Man United nói thêm. Trước Newcastle, huấn luyện viên Ten Hag bố trí hàng tiền vệ gồm Scott McTominay, Marcel Sabitzer và Bruno Fernandes. Bộ ba này hoàn toàn bị đánh bại bởi các tiền vệ giàu thể lực bên phía Newcastle. McTominay chơi tốt khi lên tuyển nhưng lại có màn trình diễn tệ hại trong trận gặp Newcastle. Cầu thủ sinh năm 1996 không thể đưa bóng qua vạch giữa sân và thường xuyên thất thế trong những tình huống tranh chấp. Phải đến phút 82, Fred mới được vào sân thay McTominay, quãng thời gian ít ỏi là không đủ để cầu thủ người Brazil tạo khác biệt. Sau trận thua 0-2, huấn luyện viên Ten Hag cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của ông chơi tệ hơn Newcastle. Trận thua khiến nhiều cầu thủ Manchester United thất vọng và bỏ vào đường hầm. Đội trưởng Bruno Fernandes phải hô hào đồng đội trở lại sân để cảm ơn người hâm mộ lặn lội đến St James Park. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết nhưng chúng tôi tổ chức cuộc họp giữa các cầu thủ. Chúng tôi trò chuyện một chút trong phòng thay đồ khi không có ban huấn luyện ở đó, so nói với Sky Sport. Bởi vì thất bại này là nằm ở chúng tôi, cả đội có màn trình diễn không tốt, chúng tôi phải lên tiếng trước mặt nhau. Thất bại này sẽ giúp Manchester United có thêm quyết tâm trong việc chiêu mộ một tiền vệ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới để phòng trường hợp Casemiro hay Christian Eriksen không thể ra sân. Sau những gì thể hiện, McTominay nhiều khả năng sẽ bị giao bán. Trước đó, cầu thủ người Scotland đã được chính Newcastle hỏi mua với giá khoảng 40 triệu bảng. Ở vị trí tiền vệ, Manchester United vẫn đang theo đuổi Frankie De Jong. Tuy nhiên, để thương vụ này có khả năng thành công cao hơn, Quỷ Đỏ buộc phải có vé dự Champions League mùa tới. Hè năm ngoái, Manchester United chấp nhận chi 80 triệu euro và được Barca đồng ý, dù vậy, vụ chuyển nhượng vẫn sụp đổ do không có sự chấp thuận từ De Jong. Ngoài De Jong, Manchester United còn để mắt đến một số tiền vệ khác như Yuri Tillman, người sẽ hết hạn hợp đồng với Leicester City sau mùa giải năm 2022-23. Jude Bellingham cũng nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, ngôi sao này chỉ ưu tiên gia nhập Real Madrid nếu rời Dortmund. Trung phong Manchester United đang nhắm đến là Victor Osimhen, Napoli và Harry Kane, Tottenham. Cả hai đều là những cây săn bàn hàng đầu tại giải đấu họ tham dự. Osimhen trẻ hơn 5 tuổi nhưng Kane chứng tỏ được đẳng cấp và sẽ không cần thời gian để thích nghi với môi trường ngoại hạng Anh. Cuối cùng, Manchester United muốn bổ sung thêm một hậu vệ phải. Diogo Dalot dần cho thấy anh không đủ khả năng để đá chính thường xuyên cho Quỷ Đỏ. Về phía Aaron Wan-Bissaka, cầu thủ gốc CS Congo chơi khá tốt nhưng Manchester United được cho là vẫn sẵn sàng bán anh nếu nhận được lời đề nghị thích hợp. Jeremy Frimpong, Leverkusen và Denzo Dumfries Inter là hai cái tên nhận sự quan tâm từ huấn luyện viên Ten Hag. Ngoài việc mua thêm 3 vị trí, Manchester United còn muốn thanh lý ít nhất 6 cầu thủ không phù hợp gồm Jadon Sancho, Anthony Martial, Harry Maguire, Brandon William, Alex Tell và Dean Henderson. Quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford có thể giảm 35 triệu bảng mỗi năm trong trường hợp chia tay David De Gea, Phil Jones hay Warwick Hoss. Theo Athletic, David De Gea từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng đầu tiên từ MU. Trong trường hợp để thủ môn người Tây Ban Nha ra đi, Quỷ Đỏ có thể tiết kiệm tới 19,5 triệu bảng mỗi mùa tiền lương. De Gea nằm trong số cầu thủ hưởng thu nhập cao nhất Premier League hiện nay. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Manchester United, De Gea và đôi bên sẽ tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, nếu tình hình không cải thiện, câu lạc bộ chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể chia tay người gác đền số 1. Trong bối cảnh Christian Eriksen và Donny van de Beek chấn thương, Manchester United lập tức hỏi mượn thành công Marcel Sabitzer từ Bayern Munich. Hiện tại, tiền vệ người Áo được Manchester United trả mức lương 5,7 triệu bảng mỗi mùa. Phil Jones có đóng góp hạn chế trong suốt thời gian chơi bóng ở Old Trafford. 4 mùa gần nhất, Jones chỉ ra sân 13 trận. Thế nhưng, cầu thủ người Anh vẫn đều đặn bỏ túi 3,9 triệu bảng mỗi mùa. Mùa này, Quỷ Đỏ lại Jones khỏi danh sách dự Premier League lẫn Europa League.